Con đi đúng rồi, video luôn à? Soi. Nếu không khéo thì chị em chúng mình đoán sai hết. Nhìn mặt mợ tươi tỉnh như thế, em biết chắc là mợ vừa nói chuyện xong với cậu Thành. Có lẽ mợ sẽ chiến thắng, cậu Thành sẽ quay về. Số mợ lúc nào cũng gặp mấy chị. Liễu cũng đang rất bận tâm, đã học được cái tính vị tha, sẵn sàng bỏ qua mọi tội lỗi của kẻ khác một cách dễ dàng. Sau mấy trận từ tối thì cuối cùng cả hai đưa đến một cơ thể tàu mèo đi. Trong đầu của anh hiện ra một ý nghĩ, anh đôi với người phụ nữ này. Không biết Trúc có nghĩ như vậy.